Mới đây tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, công trình đường dây trạm biến áp 110 kV Đại Từ đã được chủ đầu tư là công ty điện lực Thái Nguyên khởi công xây dựng. Đại Từ là huyện hội tụ hầu hết các yếu tố đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên như tài nguyên khoáng sản gồm nhiều mỏ than mỡ trữ lượng lớn, mỏ kim loại màu quý hiếm, trữ lượng hàng đầu thế giới, là vùng chè lớn của tỉnh cùng nhiều di tích lịch sử xếp hạng quốc gia và tỉnh. Do đó, để đáp ứng được sự phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, chống quá tải lưới điện tại khu vực huyện Đại Từ và các vùng lân cận, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã giao công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Đại Từ. Công trình phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015 có xét đến năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng và dự kiến đóng điện vào tháng 10 năm 2016, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực huyện Đại Từ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020.